tại thì mình đang ở bên Thần Lộc, Thần Xuân chứ, quận 12, gắn cho ẩn đây là hai cái bơm tăng áp điện tử Rheken 200W, 200A đó ha, hai con. Thùng này là model là 2024 như này. Rồi một cái bộ năng lượng mặt trời bình Osaka, bình này là sơn tiền điện, logo chìm của Osaka đây. Rồi đến nóc 304. Ti này là ti liền. Ti liền tức là nó sẽ hàn vô luôn cả cái bồn ở trong, ruột ở trong là hàn chết vô luôn mọi người không? Họ tức là nó mình không có rút ra được những cái bồn năng lượng mặt trời khác thì mình có thể rút, nhưng mà bồn này thì không rút được nha. Nó ti này ti nóc 304 luôn. Chuẩn. Vào đồ ra. Này là sơn tiền điện ha. Công nghệ của Nhật Bản. Bảo hành đây 7 năm. Nhiều này sàn cao kê. Chân của nó ở đây là đặc biệt là chân này là chân nhôm. Cái nhôm hộp á. Với những cái dòng này thì nó là chân inox này. Ha, là chân inox đúng không? Thì cái dòng này là chân nhôm. Nhôm ở đây á nó rất là dày, rất là chất lượng ha. Nhôm chịu nó bền, nó cứ như vậy nó không bị mục cũng không rỉ sét đâu. Tại vì nếu hầu như những cái dàn chân của năng lượng mặt trời á, chân như vậy thì nó là inox 201 nhé, chứ không nó không có phải là inox 304, nó không có làm chân inox 304. Một thời gian nó cứ bị hoen rỉ, bị rỉ sét đó. Đó là dàn chân này, còn chân nhôm là thì xài bao mờ xài luôn. Năm nào đời nào nó cũng cứ như vậy thôi ha. Rồi hai con. Nhà thì ống chờ nước nóng mặt trời thì có chờ sẵn. Đây. Chờ này. Không. Đây một trục xuống, bên kia một trục xuống nữa, một sân kìa. Đây là đường xuống nhà 34. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lên chân lên. Nắng quá à. Nắng mà khàn cổ luôn. Quá nắng. Rồi lên là chuẩn bị lên nóng rồi. Ống nóng thì tin cũng là Osaka luôn nha. Có logo của Osaka nằm bên trong. Không biết mọi người có nhìn qua máy quay có thấy rõ không cái đây. Bên trong nó cũng có chữ Osaka. Hãng Osaka luôn. Sau khi vô ống xong thì xong cái năng lượng rồi ha. Giờ tới máy bơm. Máy bơm sẽ hút từ cái đường này hút xuống luôn. Mình sẽ đặt hai con gò một chỗ, bên trong bồn để có gì che đầy cho nó dễ. Đây con này là Rheken 200W nha. Chữ nó chữ màu đỏ đấy nha nè. Kiểu cái mã 2024 á, nó đổi thành model là mã mới đấy ha. Cải tiến hơn. 200W này. Dòng chạy là 200 2.03. Đẩy maximum là 30 m, 2,5 khối 1 giờ. Hồng vào hồng ra là 25 mm, tức là xài răng 34 đó. Sâu thì được 9 m, chịu đựng nhiệt độ 100 độ C. Tô là 2800 vòng sau cho gió to quá. Cái con nước nóng mình đã gắn xong. Đường này đường ra của năng lượng mặt trời đúng không? Thì có một cái khóa tổng ở đây. Sau đó sẽ đi qua con bơm. Qua bơm thì hai đầu này sẽ đầu ra vào và tư rồi đầu ra thì đây mình đi là như vậy cho nó gọn, thì có gì mình che lên, làm cái thùng che lên cho nó dễ. Rồi đi ra kia thì nó sẽ có hai đường đúng không, hai trục bên này và trục bên này, thì một bên mình sẽ gắn cho một cái khóa để khóa riêng của trục. Nếu mà trường hợp nước cái gì đó thì cứ gắn gì cho dễ, không sao cả. Đây cái tay vô giữa này xong rồi đi ra hai bên. Rồi về xong bên nước nóng, giờ tới con nước lạnh. Bơm mới thì khi mọi người gắn xong á, mở nắp này ra xem thử này cho nước không, tại là hơi thế không, bị bí hơi á. Mở lưu ra là ok ha. Rồi giờ mình sẽ cắm điện thử. Chưa hết, thằng này em cho áp xuống nhà. Có nhất thì mình nó thì mình ngắt. Khóa đầu ra lại một bên, hai bên đó, ngắt hay không? Ok đã ngắt nha. Bơm xuống nhà cho bơm nha. Nói chung là mình làm xong nó cũng hơi tối, tại vì mình đi làm có một mình nè, tơ nắng là mình cũng làm chậm. Đây con nước lần bên này, con nước nóng từ bên này nó sẽ hút từ cái đường nóng là mặt trời đi xuống này. Giờ thằng Hiếu về nó mới ghé qua để nó phù đi đường điện cho mới bơm áo cái. Đi đường điện nóng luôn, nóng nẹp rồi nẹp lại dẫn ha, đi dưới kia. Đây bộ năng là mặt trời thì đây, Osaka. Tối quay nó hơi xấu nha, nhưng không sao. Như kiểu mình coi vậy thôi chứ cho mọi người biết sơ sơ là mình đã làm xong thôi. Giờ đi nguồn là xong rồi. Ok rồi. Mình đã lấy nguồn của mình để test thử là ok rồi nha. Giờ đi nguồn chính vào cho nó là được rồi. Nhiều anh em vẫn cứ hay đặt ra một hỏi, một câu hỏi là một con bơm áp thì có thể xài được mùa hai đường nóng lần hay không? Thì ở đây là mình nói là không có được nha. Tại vì cái đường lần là nó riêng, mà đường nóng là nó riêng, nó xuống nhà nó riêng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu mà muốn xài chung được một con thì cái năng lượng mặt trời của mọi người á là không được xài ống thủy tinh. Nếu mà xài ống thủy tinh như vậy thì bắt buộc mọi người phải xài hai bơm ha, thì nó mới hòa ấm nó mới được. Còn xài một bơm cũng được, nếu mà một bơm thì bên lần nó mần thôi, bên nóng nó sẽ hơi yếu. Khi mà mọi người chỉnh thì nó sẽ dễ bị tràn lên ống thở. Còn nếu không thì mình chỉnh qua cho nước nóng xuống thì nó vẫn tình trạng nó vẫn yếu chứ nó không có được mạnh. Cho nên nếu mà xài một bơm thì năng lượng mặt trời của mọi người phải là xài tấm kính, năng lượng mặt trời chịu áp thì một bơm được. Đó, còn không là cứ hai bơm. Đường nóng riêng, đường lần riêng trong nhà nó không thể nào chung được. Chứ nếu mà một bơm mà hút vào hai đường như vậy thì không được á, hút tùm lum tà la hết á, không có pha được ấm nhá. Ok nè.